discretion. Make sure your words are as perfect. Chồng bị dính bóng liền nha. Mở cover chứ không bị. Tôi mở cái này cover. Ủa, like rồi đó hả? Vãi. Hello mọi người. Mày tìm cái hiệu ứng kia chưa? Trời ơi, mặt mở ra nãy giờ rồi còn tìm chi nữa, thôi đẹp rồi. Động ra xong. Sao vậy? Chứ không giờ thấy được người ta chat cái gì nữa nè. Chứ không sao là không thấy ấy đâu. Không lẽ anh xem. Hello mọi người nha. Lâu rồi lại. Lâu. Mới lại. Hay nha. Hello mọi người nha. Hôm nay thì Hương với Yến sẽ Yến là một người rất là nghiện bánh tráng, nên hôm nay Yến vừa mới mua được một cái bao bánh tráng rất là ngon ở bên bánh tráng Sài Gòn số 1. Bánh tráng số 1 Sài Gòn đây, nên Yến rủ mình qua ăn chung rồi còn like khoe với mọi người luôn. Đây ship cho mình bánh tráng. Chị Kha Lê Anh đâu? Em ship cho thiệt nè. Giang hồ đồn cái này ăn ngon lắm mọi người ạ. Ngon lắm luôn. Chị hay là gì ăn em ship nhất. Ngoài kia hổ y rào. Đầu tiên xin gửi lời chào đến em. Thơ hay thế anh ơi. Chán Vin. Ê mày làm đi mày. Mày làm sao vậy? Đây. Cùng xem bản Hương xem cái bánh tráng. Khi mà mọi người mua bánh tráng á thì sẽ có bao tay như thế này cho mọi người chọn ha. Và đặc biệt cho mọi người, bánh tráng này có một cái điều mà mình cực kỳ ưng luôn, mà mình ăn rồi nên mình giới thiệu cho Yến, thì cái bánh tráng này rất là ngon. Được một cái là nó rất là sạch. Ví dụ như mọi người bình thường, mọi người ăn bánh tráng ở ngoài đường á, thường rất là nhiều bạn ăn bánh tráng ngoài đường luôn, thì nó không có hợp vệ sinh, nó hơi mất vệ sinh ấy, nhiều khi mình cũng đâu có biết được đâu. Nhưng mà riêng bánh tráng số 1 Sài Gòn này thì rất là vệ sinh, rất là an toàn luôn đấy. Nên mọi người ăn thì cảm thấy nó kiểu như là nó rất là vệ sinh an toàn, không có phải lo về sức khỏe của mình hay là bị ngộ độc các thứ ha. Này qua bán bánh tráng luôn rồi anh ơi. Ai mua ủng hộ bánh tráng đi trời. Anh trai ăn bánh tráng không anh ơi? Mọi người ơi, và đặc biệt nha, trong cái livestream này á, mọi người share livestream về từng cá nhân, gọi là vào những cái group công khai, và sau đó thì mọi người chụp cái màn hình lại. Mọi người thứ nhất là mọi người like cái trang bay bánh tráng số 1 Sài Gòn. Thứ hai là mọi người hãy vào comment và chia sẻ cái livestream này về tường hay là về những cái hội group công khai, thì sẽ được giảm 20% nha mọi người nha. Được giảm 20%, mọi người chỉ cần chụp lại cái màn hình lúc mọi người chia sẻ, và sau đó là mọi người inbox cho trang bay, mọi người gửi vào trang bay thì sẽ được giảm 20% nha. Bánh tráng gì hả? Bánh tráng này là đây, bánh tráng khô bò nha mọi người. Mọi người muốn ấy khô gà mà. Khô gà lộn. Trời ơi, đây nhà. Giới thiệu ngon lắm mà, không biết bánh tráng gì luôn chết rồi. Không phải, tại vì lúc trước là mình ăn bánh tráng khô bò mọi người. Còn hôm nay là khô gà, tại vì mọi người biết không, bên này rất là nhiều phòng bánh tráng luôn. Khô bò tất cả luôn, mọi người chỉ cần nhắn vào bánh tráng số 1 Sài Gòn, mọi người sẽ thấy rất là nhiều loại bánh tráng luôn. Và hiện tại đây là bánh tráng khô gà ha. Đây, cái gói này thì có giá là 125.000, nhưng mà nếu mà những ai mà chia sẻ livestream thì sẽ được giảm 20% nha. Đây ta gói, ta trộn cho nè. Khi mà mua thì sẽ có những cái bao như thế này để mình đeo vào tay. Anh bánh tráng em ship nè. Hello mọi người nha. Nhìn nó quá, thấy ngon lắm. Ngon lắm la. Đây, trong này một phần bịch bánh tráng như thế này thì gồm có cái gì phải không? Đây là một gói bánh tráng nè. Gói bánh tráng này rất là to đùng luôn. Bao nhiêu gam này nè. Cái này chắc ăn được nhiều một tuần. Và một hũ sa tế như nếu thế này. Em ăn nhiều lắm thì em sẽ ăn được một tuần. Một hũ sa tế nè. Một túi hành phi. Và một túi gà khô lá chanh nha mọi người. Ý, to đùng luôn, siêu to khổng lồ. Và một túi muối nữa. Đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành trộn. Và một túi tách nữa. Mình sẽ đi lấy con dao ha. Nè. Đi lấy con dao. Giá như thế nào thì cái này giá mọi người chỉ cần vào trang bay bánh tráng số 1 Sài Gòn, mọi người nhắn vào đó thì sẽ có giá hết tất cả luôn. Mà đặc biệt nha, mọi người chia sẻ livestream này thì mọi người sẽ được giảm 20% đó.
ship cho Lisa. Ship Lisa cho anh hả? Lisa không ship được anh ơi. Bánh tráng có ngon như ý không hả? Ngon hơn nha. Bánh tráng ăn được, còn ý không có ăn được. Ờ đúng rồi. Like. À mọi người nha. Mọi người nhớ nha, thì cái bánh tráng này thì mọi người có thể là đặt online, ngoài thì mọi người có thể là tới tận nơi mua, vậy là mọi người có thể là đặt online nha. Đặt online thì trên shop app nâu thì sẽ giao hàng từ 30 đến 60 phút trong ngày luôn, rất là nhanh luôn, nên mọi người có thể là đặt mua online luôn nha. Bây giờ đang dịch đúng không, đang dịch chúng ta nên hạn chế ra đường. Hạn chế ra đường thì đương nhiên chúng ta ở nhà ăn bánh tráng thôi. Ở nhà thì vệ sinh ăn vặt ăn bánh tráng mọi người. Bánh tráng chắc đỡ mập hơn mấy cái khác. Yên tâm, chắc không mập đâu. Mập xong là căng bóng ngon quá à. Ờ đúng rồi, cái mặt tôi căng bóng lắm không? Hơn tôi á. Em như bị sáng đèn sáng mà tắt cái đèn đi. Thôi đừng tắt cái đèn đi rồi đi. Tắt tối nay nó đang đèn ánh sáng đang quen. Đây không có gì ăn đây hả? Mua đi anh trai, em ship cho. Ủa, thấy đường luôn hả? Hay vậy? Nè, tôi muốn nhìn ở đây. Hello chị yêu của em, Quỳnh Nhi. Trời ơi. Hello chị Quỳnh Nhi. Dạ, bánh tráng không? Em ship cho chị nè. À, sợ nhìn không rõ, nhìn điện thoại nhìn cho chắc. Nhưng mà tôi thấy được mà. Ủa dạ, sao hay vậy? Tôi thấy được. Mặc cái này bị lộ hàng, không ai nhắc mình hết trơn. Nè, lấy cái ghế nè. Lấy ghế nè. Ở đây. Xin đây bây giờ. Ui, nói nhiều nãy vậy em bánh tráng đi mọi người. Mời em. Hello Hương luôn nha, chị Quỳnh Nhi. Hello nàng Nhi. Ê, chọn bánh tráng đi. Đôi tay đâu ra. À, thì bây giờ thì để ý mấy chị với mọi người thì mình sẽ chọn okay, bánh tráng. Ok, chọn bánh tráng chứ Hương. Mình chỉ biết ăn thôi, không biết làm. Đây. Bánh tráng rất là ngon mọi người. Bánh tráng trời, rất là chị lộn nửa tiếng trước rồi bây giờ em mới nói. Chị hờn ghê. Rất là mềm và dẻo luôn mọi người. Thèm bánh tráng lắm luôn. Em biết mà. À không, cái này thì mình xé đi. Bây giờ mình trộn cái kia mình để lấy bao tay chứ không xé không được. Đây nha mọi người. Ủa, cái điện thoại đâu rồi? Ủa, tôi hả? Ê, có nóng không vậy? Ôi chết, cái này sợ dính bản quyền chết luôn. Tắt đi, tắt đi. Ủa, sao không có của cover ta? Mà tắt luôn đi, nói chuyện. Ủa nóng cái gì ta? Tự nhiên hồi có bản quyền chắc chưa nóng cái gì à? À đông quá vậy mọi người. Sao mọi người vào đông quá vậy? Hello mọi người nha. Là tại em đã có Hương nữa. Em ăn bánh tráng hơn mà mọi người đông quá. Mọi người thích nhìn em ăn lắm đúng không? Ồ em thấy rồi chị Nhi ơi. Buồn ghê. Không ai nhắc hết. Không lại tắt đi lay lại. Xóa này đi trời. Lỗ hàng. Mọi người kỳ quá. Em biết từ 8 kiếp rồi bây giờ mọi người mới nói. Chắc vậy nên mọi người vào đông này đúng không? Mọi người thật là nguy hiểm. Bị Sao mà nhìn được hay đâu không biết đường nhá. Tại vì tao nhìn trong này tao mới thấy nè, nhìn sao không thấy, nhìn trong điện thoại. Hay là tao đưa điện thoại cho đấy. Trời ơi, ngồi sao mà lỗ hàng vậy trời. Tức ghê. Tức ghê. Mọi người nghĩ là nên xóa đi đây lại không? Nên xóa đi đây lại không mọi người nhỉ? Quyết định của bạn. Mình không muốn nhìn nhưng thấy rồi hả? Mình không muốn nhìn. Đó là một câu chuyện buồn. Lai được bao lâu ta? 9 phút rồi. Lai lại thì hơi mất công. Ta nói cho mày nghe, dù mày có xóa thì có lại nó cũng lưu được. Thôi, lội giống như cái thịt cũng đâu sao. Ừ. Có xóa cỡ nào thì người ta mới chưa nuôi thì cũng xóa xong cũng bị lại, cũng bị lưu lại đúng không? Ta nói mày cỡ nào cũng bị đâu có lỗi gì đó, cái quần thôi chứ có là cái gì đâu. Ờ. Y như bình thường bạn mặc bikini là nội y bạn chụp hình thôi. Nhây ghê. Mà hoa nhài nữa. Bánh trái này rất là dẻo luôn mọi người, rất là mềm và dẻo luôn nè. Em nóng thiệt chứ, nguy hiểm thiệt luôn. Em thấy nóng. Em đang thắc mắc là, ừ đúng rồi, không bật máy lạnh nữa sao không nóng. Lạnh nước, để đi bật máy lạnh cho mọi người. Đóng cửa lại. Ui nóng lắm luôn. Cái cửa.
bây giờ thì Yến chết quên. Bây giờ Yến nè, Yến đẻ cái gối lên đi. Không, ngồi vậy không thấy. Tại vì là mày cầm đi để tao đổ cho em xem qua. À, xin xuống Cần Thơ cho tôi đi. Nha mọi người nha, bánh tráng này rất là ngon luôn, mình cực kỳ ưng, nghĩa là nó rất là sạch nè, rất là an toàn luôn. Bánh tráng số 1 Sài Gòn nha mọi người nha. Nếu mà những ai mà là tín đồ của bánh tráng thì mọi người vào ngay cái trang bay mà Yến check in đó. Đúng, mọi người mua, Yến này là một con nghiện bánh tráng, phải nói là nghiện luôn mọi người. Mỗi lần qua là có thấy Yến mua cả đống luôn, nên là mình mới phát hiện ra cái bộ bánh tráng này rất là ngon luôn. Bánh tráng này thì mình mới giới thiệu cho Yến, thì Yến mua về và hôm nay rủ hai đứa cà kê ngồi ăn. Thì đây hôm nay chia sẻ cho mọi người ha. Lên đầu lên. Bánh tráng nó có nhiều, một bịch như thế này rất là to luôn, mọi người ăn tha hồ luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành trộn nha. Bây giờ sẽ đầu tiên sẽ là đây mọi người, mình có cái bàn ngồi nè. Đầu tiên sẽ là cái gì đây, hành phi. Hành phi cho mọi người. Tiếp theo nhìn là thấy ngon đúng không mọi người? Tiếp theo đó chính là khô gà chanh. Bánh tráng có ngon hơn Yến không hả? Đã bảo rồi, Yến không ăn được, bánh tráng ăn được. Đây và mình cắt thì mình nên để con dao xa lên tí, không lại là bị mang tính mua rồi chụp chung một tấm được không em hả? Ok ạ. Mà thật ra thì cái này em đâu có bán đâu. Chỉ là ăn thấy ngon nên là review lại cho mọi người thôi, chứ không phải là em bán nha mọi người ơi. Tắt DJ bán bánh tráng chết em luôn. Sâu giàu lắm, mình đi bán bánh tráng nữa giàu tiền đẻ sâu đâu hết. Đó mọi người, nặng tách vô nữa. Và sau đó thì cuối cùng bán thêm bánh tráng nữa ha. Đúng rồi, không có chỗ để cắt tiền. Cái cuối cùng là mọi người sẽ đổ cái sa tế này ra để mình sẽ đổ mình lấy cái sa tế. À lấy cái muỗng á, múc cái sa tế ớt, tại vì cái này mỡ quá. Lấy cái muỗng cái ớt. Em ăn mỡ sợ mập. Nên là đúng rồi. Múc cái sa tế đi thôi. Chứ đổ cái mỡ thì nó mập lắm. Trời ơi. Xuất sắc luôn mọi người ơi. Anh chị hả? Không ăn bánh tráng hả? Chị không ăn được đâu em ơi. Mắc nghẹn mấy em. Ăn chị là nghẹn cháo luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ đeo vào tay vào và trộn. Khi mà mọi người chị hơi già và thịt cũng hơi dai. Nhưng mà nếu em ăn thì em sẽ mắc nghẹn. Khi mà mọi người mua bánh tráng thì sẽ được những cái bao tay như thế này. Và trộn để tới cho người ta coi đi nha mấy bạn. Hấp dẫn không? Đây, một bịch 125.000 thôi mà rất là nhiều đó, mọi người ăn cái chục lần luôn ấy. Ăn cả gia đình, cả dòng họ ăn luôn cũng được. Cả gia đình, dòng họ luôn. Tại vì mọi người thấy hiện tại là mình không có cái đồ to để mà trộn bánh. Nghĩ đợi mình tí mình lấy cái thau. Ừ, đấy là phải lấy cái tô á, trộn nó tô thì cái thau thì lấy cái thau to luôn. Hả? Thiệt luôn quá hả? Thôi tao nghĩ trộn cho mày được rồi. Không, nó đổ. Tao thấy trộn được, bốc lên đã đều à. Á, dính lắm tóc. Đừng cười nữa, đau tim quá hả? Khóc nha. Mày hơi đi khó lắm đi mà. Ê, rớt rồi. Thấy chưa, đã bả rồi. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Mày bị gì? Đừng nha, đừng nha. Mày bỏ thiếu muối nè. Đổ muối vô. Muốn ăn quá à? Sao buồn vậy em? Tại sao em buồn? Ừ, bỏ vô đây là hợp lý. Nè, nè bánh đi, tay tao vô. Đổ, bỏ vô. Mình sẽ chọn từ cái nồi rồi mình đổ ra nha mọi người, chứ nó rất là nhiều luôn. Tại vì cái bụng tao hơn, mắt tao hơn cái bụng á. Đổ nhiều quá. À mình sẽ đổ đắt muối. Đây, sẽ đổ muối theo cái khẩu vị của mình nha. Và đặc biệt nha mọi người, mình ví dụ như nếu mà các bạn, đây là có muối ăn chay nha mọi người. Ví dụ như là những ai mà muốn ăn chay á thì mọi người có thể là mua bánh tráng không với cái muối, đúng là muối này là muối chay. Muối này muối là muối nhuyễn, chay. Muối nhuyễn, muối nhuyễn. Ờ là muối chay nha mọi người. Những ai mà ăn chay thì mọi người vẫn ăn được cái này luôn, cái muối này luôn. Chết rồi.
có 1/4 bịch bánh tráng thôi mà mình bỏ hết nửa gói muối. Vì mình nói chuyện nhạt quá nên là mình ăn rất là mặn. Vậy mà vẫn không bớt nhạt luôn. Cái này là muối đó anh ơi. Muối này là muối chay nha mọi người, là ăn chay vẫn ăn được luôn. Chào chồng ạ, chào chồng yêu. Thấy mấy người kêu mình là vợ yêu. Mọi người cứ để ý cái chân em hoài à, em bị sẹo quá. Để ý thét được không? Ôi ngon quá nè. Chương trình dạy, không, chương trình ăn dạy ăn bánh tráng. Bánh tráng còn phải ăn phải dạy à. Còn miếng hả? Trời ơi ngon quá. Ngon hết mọi người. Đây, nếu mà ăn thì tại vì bánh tráng này ngon nên review thôi mọi người ơi, chứ em không có bán bánh tráng. Ai mua bánh tráng thì liên hệ cái chỗ mà em check-in nha. À, đừng để tao tự xử. Ngon mọi người. Đúng rồi anh Vương Đoàn ơi, sẹo bị ngã hồi làm Đan Minh Ba đó. Hồi làm Diamond Bar về bị té xe lát hết cả người ra. Tại vì em đi làm về khuya em sợ cướp. Hồi xưa mê tốc độ. Nó thiệt nhạt thiệt. Bởi nên là em mới kêu Hương vô đây ngồi với em để nó nói chuyện với mọi người ăn nha. Ngon quá mọi người. Bên này thì có rất là nhiều phần bánh tráng luôn mọi người. Không có riêng gì bánh tráng khô gà này đâu. Ủa Trịnh ở đâu vậy anh? Trịnh ở đâu anh Văn Khoa? Vậy hả anh Vương Đoàn? Còn ơi, chị Hồ cả hình gửi địa chỉ luôn. Ăn ngon quá à. Chết rồi, lại có món khác để điền. Hôm bữa mình ăn bên này là ăn cái loại khô bò đó mọi người. Mọi người nha, chuyện nhạt mà ngon. Trong cái livestream này nếu mà ai chia sẻ livestream á, chia sẻ bên livestream về tường nè, chia sẻ livestream về tường hoặc là mọi người chia sẻ lên những cái hội nhóm, mọi người chỉ cần chụp lại cái màn hình mọi người chia sẻ và sau đó mọi người gửi ra cái trang bay bánh tráng số 1 Sài Gòn, mọi người gửi vào đó và mọi người sẽ mua bánh tráng giảm 20% cho mọi người. Đây là cái giá bịch bánh tráng này nè là 125.000 nên mọi người mua sẽ được giảm 25%. Và đặc biệt mọi người có thể là mua online là đặt giao hàng trong vòng từ 30 phút đến 60 phút trong ngày luôn, ăn liền tại chỗ luôn. Bánh tráng này là ra lò ngày nào là bán hết ngày đó luôn, người ta không để là bánh cứng nè. Em ta đề nghị cái shop này phải giảm cho ta 50% tại vì ngon quá, bia nhiệt tình quá. Ngon, rất ngon, ngon lắm. Đấu mặn đó. Vừa luôn á. Ê, kể ra tao đắp muối hợp lý rồi. Tại vì cái muối này là cái muối chay mọi người. Nên mọi người, những ai mà ăn chay á thì mọi người có thể là mua bánh tráng không, hoặc là những ai thích ăn khô. Ví dụ như mọi người đi ra ngoài đường, mọi người không có tiện để mà trộn bánh tráng thì mọi người có thể là dùng bánh tráng chấm với muối mọi người ăn cũng được luôn. Em bên cạnh có cả môi đẹp đó. Nhìn em ăn dạ, mấy khi mà em like ăn để cho mọi người xem nè. Nhìn em ăn, mọi người có thích nhìn em ăn không? Ăn miễn phí. Ngon quá. Miếng cái bịch này thì ăn đau hồi luôn mọi người, bánh rất là mềm luôn. Có là tan để ở đâu cũng xếp hết nha. Toàn tỉnh đó mọi người à. Hôm bữa mình ăn mình hết no luôn. Mình cứ chia sẻ cho mấy chị Hà Nội á, mấy chị Hà Nội đặt một đống luôn á mọi người. Có lần thì mình đi ra Hà Nội thì mấy chị Hà Nội ăn hết bánh tráng. Ăn hết đĩa bánh tráng rồi. Bye bye mọi người. Mua người bán hả? Ai hết rồi bán hả? Ai là chủ shop đó vậy? À cái chị nào đó? Không biết. Để chị ship gì đó ra cho em. Chị không bán.
Muốn ăn cả em vào bánh hết. Không quá không ăn được đâu. Cái bánh này á có tên là bánh bánh tráng trộn sa tế với lại thịt gà khô nha mọi người, thịt gà khô lá chanh nè. Là thiệt quá hả anh Tiên Phạm, mà ngon thiệt. Bữa trước là em bị ghiền cái bánh tráng muối nhuyễn tỏi á, bánh tráng tỏi muối nhuyễn á, mà bây giờ thấy cái này ngon hơn. Ngon quá nè. Hello Hiếu nha em. Đây, chị có người yêu rồi nha, người yêu chị là anh bánh móc cười. Cười lắm bữa. Bữa tao đăng cái tết là thì đúng người là cái gì mà lúc nào cũng làm mình cười á. Cái Hiếu comment là người yêu chị là bánh móc cười đúng không? Tại lúc nào cũng làm mình cười á. Hợp lý á Hiếu. Hiếu là nhóc của Hà Nội. Hay là mọi người ơi, mọi người ơi. Chán cái đúng mặt anh Tiên Phạm. Cái bánh. Ủa sao mày thấy đường hay quá vậy? Dạ mắt mày cận à? Không, mắt tao bị loạn mà. Không cận đâu, loạn thôi. Hello mọi người ha. Mọi người ơi, bánh tráng bên đây rất là ngon, rất là nhiều ạ. À. Mình thử vô cái chai cho mọi người xem. Cùng giống em đó Hiếu à. Mày học có tốt. Đây, cho mọi người xem. Đây. Thu qua bên đây, Thu Vĩ qua bên đây. Đấy, có rất là nhiều bánh tráng luôn, bánh tráng số 1 Sài Gòn nha. Những ai mà muốn mua bánh tráng với cái giá là giảm 20% thì mọi người chỉ cần cái đầu tiên là mọi người hãy vào like chân bay bánh tráng số 1 Sài Gòn. Cái thứ hai là mọi người hãy chia sẻ cái livestream này về tường công khai, hoặc là mọi người hãy chia sẻ nó về những cái group rất là những cái rất mà công khai, những cái rất mà những cái rất chat á, mà không những cái rất mà chân bay á. Đúng rồi, những cái rất cộng đồng á mọi người, một cái rất nhóm á, thì mọi người chụp lại cái màn hình và sau đó thì mọi người hãy inbox cho cái trang bánh tráng số 1 Sài Gòn. Ông ngồi đi ngay ghê, để ý thiệt ra không ạ. Thì mọi người nha, bên đây có rất nhiều mọi người đây nè, có bánh tráng quá trời nữa mọi người, nè bánh tráng quá trời nữa. Cái thằng ăn gì nè, đây ăn hay chưa cơm ngon quá. Cho mọi người xem ăn cái thơm mất eo á. Trời ơi còn eo chán mọi người ơi, bánh tráng nó không mập đúng không, bánh tráng không mập đâu mọi người. Mai mà ta nói là dính bản quyền ta ngồi ta cự đầu luôn nhé. Dính bản quyền là khóc luôn á. Không, nhưng mà nhạc của con này cover mà. Tao quên. Ngon quá. Hello chị Kali Nguyễn nè, nghe Yến nói về chị Hòa luôn, nãy mới gặp chị. Hello chị. Tao có nói gì không ta? Thôi hey, chị Kali Nguyễn rất là xinh. Thôi hay đi chơi chị Kali Nguyễn. Chị biết. Ngon thiệt chị ơi. Bao lâu rồi ta? Chẳng nửa tiếng luôn. Để tắt like ăn chứ ngồi ăn kỳ quá à. Ăn xong tăng hồ ký hả? Mấy người đừng có hù Yến nữa, nó ăn như cơm bữa vậy đó. Mọi người hù cũng như không mà. Sao em ăn như cơm bữa mà không thấy tăng ký nào? Bao lâu rồi? Mọi người đâu rồi? Vô trên đùi bánh tráng của mọi người đi. Bà chị tôi. Inbox cùng kính nha chị ơi. Cái gì? Chị Kelly. Ai hả Phạm Nam? Của ai? Em 47kg nè, ngon rồi. Chị Hiền hả?
thì chị Hiền thiệt mà. Mọi người ơi, mọi người nhìn thấy Yến ăn rất là ngon. Em bảo chị à, bánh tráng không, inbox một tính cho em. Cái gì vậy? À, bánh tráng mình đẹp quá. Tại vì like ăn nên là phải điệu chị. Ngon. Hello Hương. Khi nào mang đồ cho chị em? Bà cái bên mà Yến cười cái đẹp trời. Mình kêu bà cười cái. À bà đang ăn mà cười vậy. Chị không like video nữa là bữa giờ chị đi chụp hình nhiều quá, không có thời gian like. Cười rồi nha mọi người. Cười không có đẹp bằng Yến đâu, không cười. Mấy chị ăn bánh tráng cho em địa chỉ nha. Em tiếp có tới cho. Ủa hôm nay kinh doanh bánh tráng nữa nha mọi người. Hello hả? Biết rồi. Nói rồi hả? Chị đứng đợi đi. Biết nữa hỏi. Hello ủa, mọi sao người. Sao em bút chị mà chị không có điện thoại xem, là điện thoại kia sạc rồi. Ngon quá mọi người. Mọi người ơi thì ăn thì cũng gần ăn xong xong rồi. Bây giờ chia sẻ với mọi người nha. Bánh tráng mà hiện tại Hương Yến đang ăn là bánh tráng trộn sa tế với gà khô nha mọi người, gà lá chanh á. Cái này cũng nguyên gà xé lá chanh. À, bánh tráng nguyên vẹn luôn nhưng mà nó có khô gà. Có nghĩa là như sa tế. Một bộ bánh tráng như thế này thì gồm có một gói bánh tráng nè. Và có những cái phần như thế này nha mọi người. Đây. Một phần là hành phi nè, một phần là gà khô lá chanh, một phần là tắc là sa tế và muối này nữa. Đây là muối chay, mình xin nhắc lại. Sao chị đang like mà em thấy đang like gì á? Chị đang like mà sao gọi gọi Hương dùm chị, gọi Hương nè. Chị đang like, trời ơi cái điện thoại như chị sạc trong kia chưa có đầy pin. Bởi Phạm Nam. Em nói thì mất cười quá. Hello chị Thư. Alo chị, tới em rồi em. Hả Yến đang live mà đợi tí. Tới hả? Thôi tới. Tới vô. Thôi tắt live được rồi. Tắt báo đi chứ. À mọi người ơi, thì cái xếp bánh tráng thì ta ăn rất là ngon nha mọi người nha. Nếu mà những ai mà đam mê và nghiện bánh tráng thì mọi người có thể là vào trang bánh tráng số 1 Sài Gòn để mà mua những cái loại bánh tráng, rất là nhiều loại bánh tráng luôn, không riêng gì cái xếp bánh tráng này đâu. Và bánh tráng đi, bánh tráng đang có được một cái là rất là ngon, rất là sạch, an toàn, nó rất là sạch luôn, không có phải như là bánh tráng bu bơ ở ngoài đường đâu nha mọi người nha. Bánh tráng số 1 Sài Gòn nha mọi người. Và ăn xong chưa? Xong rồi. Bây giờ thì hôm nay cái livestream này chị để em ăn, em ngồi ăn thôi và nó nói. Đúng rồi, nãy giờ nó rát cổ luôn rồi. Ngon quá à. Anh thầm chỉ có đúng một nhận xét thôi là ngon quá. Gọi tên anh đi idol. Hello anh Hữu Nguyễn nha. Hẹn gặp anh ngày gần nhất. Dạ, bệnh quá không đi quay với mọi người được. Chị em cách tán bạn gái em quá, họ tính tán mà ngại tư vấn giúp em. Họ để lần sau chị sẽ like, chị tư vấn mấy này sau nhé. Hôm nay chị chỉ like để giới thiệu bánh tráng ngon lắm, chị thôi. Mấy cái chuyện tư vấn tình cảm tâm lý thì để sau nha. Bye bye mọi người. Tâm sự tâm cảm luôn á. Lâu lâu cũng hay lên like tâm lý tình cảm. Gì chia sẻ tâm lý luôn á. Bye bye mọi người. Bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người. Những ai muốn ăn bánh tráng thì vào ngay bánh tráng số 1 Sài Gòn nha.